Chào các bác, cô chú, anh chị. Đấy, lâu lâu mới lại được làm cây đấy các bác ạ. Lâu lâu mới lại có cây mới thì đúng hơn. Cây này thì chắc chưa được làm gì mấy. Xin giới thiệu các bác một cây rành rành rất là hay. Rất là hay. Đấy, các bác có đã bao giờ thấy một cây rành rành nào mà thân nó gấu này chưa? Nó đặc gấu này chưa? Đấy, gấu và chân bệ nó tứ diện đều này chưa? Đấy, thì tôi nhìn thấy cây này cái là tôi thích luôn. Tôi mua online thôi các bạn, mua online của một người em ở trên Vĩnh Phúc. Đấy, và em ấy cũng là người chơi thôi, cũng giao lưu với anh em cũng biết nhau. Em cũng có thi thoảng theo dõi kênh của tôi ấy, thì anh em cũng có Facebook của nhau trên diễn đàn, thì thấy chú em có cái cây rành rành hay thì xin được giao lưu. Tất nhiên là mình để nói mình là người chơi, không làm thương mại nhiều ấy, thì mua một cái cây rành rành tầm mười mấy triệu bạc ấy, thì cũng là một vấn đề mà nó còn phôi ấy. Nhưng mà thôi, đam mê ấy các bác, thấy nó hay hợp mắt mà thấy chịu được tiền là vã thôi. Thì em ấy trồng cũng một cái chậu như này 38, kích thước 38. Nhưng mà nếu mà tôi lấy cả chậu nữa thì thêm 2 triệu thôi. Tôi cũng đợt này rất là kẹt thì trồng vào cái chậu cũ này, nhưng mà tiếc cái nó không có chân. Sau nó hòm hòm thì tôi thay sang cái chậu khác nó đẹp hơn. Đấy các bác ạ. Chậu này là đang rộng khoảng 38 các bác nhé. Đường kính khoảng 38. Đấy. Thì hiện tại cây này ấy, đồng chí ấy đang xây dựng theo cái lối tự nhiên, gọi là ba mặt nhưng mà thực tế nó là tự nhiên. Đây, vì tay chốt nó đang đóng như này, đang đóng ở ba phía nó cần nhau như này. Đấy, nó cũng là một cái hay. Thì sau làm một cái tay nữa đây, ở đây ra, xong rồi cứ hài hòa xung quanh như cái tháp là được. Nhưng mà tôi đang dự kiến là tôi sẽ chơi theo cái mặt này. Tôi chơi cái mặt này vì sao? Vì cái bệ của nó rất là thuận mà rất là hầm hố. Thế thì có cái điều cái tay này phải cắt đi này. Tay này cắt, hoàn toàn cắt bỏ đi để thoát cái thân này ra. Thoát cái thân này ra và xây dựng cái mặt này là mặt chính này. Đấy, hai cái tay này để. Ok. Cắt. Đây nó có cái mầm bắn ra đây rồi. Các nhìn kỹ nha. Đấy, có mầm đàng hoàng rồi nha. Đấy, thì sẽ đấy làm ngọn mà lại đánh vào rất hay. Đây có một cái mắt mầm rồi. Này. Đây, có thấy chưa? Đấy, sẽ nứt ra một cái mầm nữa ở đấy thì làm cái phông ở đây là ok rồi. Cái này sẽ bỏ đi. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì tôi sẽ chưa bỏ các bác nhé. Thứ nhất là nó còn rét, thứ hai là sau này nó lên rồi thì mình bỏ nó cũng chả muộn. Đấy. Còn tí nữa sẽ khâu lên đây. Khâu lên đây. Cái dòng rành rành này nó có một cái khó là cái những cái nó là cái dòng cây đốt và lá của nó theo đốt này, nó không đối xứng. Ví dụ đây một lá thì nó sẽ dày như xanh xi, nó không phải. Nó là một cây đốt cho nên làm thì nhiều khi làm tán là mình buộc phải vào dây các bạn để cho tán nó gọn. Nhưng mà làm được thì cây rành rành rất là đẹp. Mà nếu mà chăm được mà nó quả nó đều một lứa mầm này thành một mâm quả này thì tuyệt vời, nó vô giá các bạn. Tôi đã từng thấy, chứng kiến những cái cây rành rành nó rất là đẹp. Quả nó thành mâm luôn. Đấy, các bạn ạ. Thế thì cây này nó chiều kích thước của nó là thôi. Rộng đây nó khoảng độ, chắc là khoảng độ 36 là vừa. Chiều vừa ngang này này. Cái chiều mà tôi định chọn mặt chính này thì nó khoảng độ 36. Đấy. Thì là cái chậu 36 là vừa. Kể cả thay cái chậu 35, 50 vẫn vừa. Chậu chữ nhật. Nhưng mà thôi, hết tiền mua chậu. Đấy, thì quay trở lại cây này. Thì may quá cái ngọn nó đang có những cái mầm dữ liệu rất hay. Đang có cái mầm dữ liệu rất hay. Thì bây giờ tôi sửa sang một chút, xong tôi trồng nó lại tiếp tục thuyết minh cho các bác nhé. Đấy. Cây rành rành rất hay. Mình là người chơi, các bác cứ thấy cái gì mà đẹp mà ưng mắt rất là vồ thôi. Chứ mà tính thương mại nó vô cùng ạ. Đấy. Kiến nhà ấy dẹp kinh khủng.
Rét kinh khủng các bác, lâu lắm mới được động dao đụng kéo. Đây, kinh tế đã eo hẹp các bạn, thấy cây thèm lắm mà.
Đấy các bác, tối mịt rồi các bác. Trời nhanh tối quá. Sửa sang nhẹ nhàng chút các bác. Đây, cắt cút này, cắt thu ngắn cút lại. Ở đây nó có dữ liệu rồi, nuôi dài làm gì. Cái đốt nó đã dài mà sau mình càng nuôi dài nó càng khó làm. Đây, khẩu độ đã rất ok rồi. Đấy, các bác, mặt chính sau xây dựng như này nhá. Đấy, mặt chính đi nha các bác nhá. Ngọn không phải là cái này đâu. Sau bỏ đi các bác nhá. Ngọn sẽ là cái này. Đây. Đây, cái này. Đấy, các bác thấy chưa? Sau sẽ bỏ hết cả cái phần trên này đi. Đấy, bây giờ cứ để cho nó ấm cúng thôi. Đấy, sau cứ như thế này là ok này. Xích rắc ở đây, trục chính chạy đây. Trục này chạy ra đây, thế là ấm. Đấy. Đấy. Hơi khó nhìn được với các bác. Tối quá. Chân bệ này. Chân bệ nó đang lẫn với màu đất các bạn. Đấy. Một vòng chân bệ này. Một vòng lên trên này. Đấy. Một vòng tay cành này. Lên dần đây. Đó. Nó đây các bác. Thì chắc hẹn các bác khoảng độ 3 năm nữa cây này. 3 năm nữa các bác nhé. 3 năm nữa. Nếu mà chiều bác nào bế mất, chiều có quan trên nào bế mất. Đấy các bác. Đây bắn một cái ra đây rồi. Rất ok rồi. Là phông đỡ. Đây một cái ngọn. Tất nhiên nó là một cây hoa và nó là một cái dòng đốt dài nên mình không cuồn quá cầu kỳ. Nhưng mà để chuẩn chỉ là phải làm như thế. Đấy, vì mình vẫn còn làm được là vẫn phải làm. Đấy các bác. Thì sau nó sẽ rất là ok cây này. Các bác tin tôi đi, cây này các bác nhé. Nó là một cây rành quý đấy. Rành quý các bác nhé. Đấy, sau thay cái chậu khác thì nó sẽ mỹ mãn. Ok, cảm ơn các bác nhé. Hẹn gặp lại các bác ở những cây tiếp theo. Những cây mới, những cây video tiếp theo.